Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình ra đường lúc trưa cỡ 11:10 rồi đó. Rồi định đi sớm mà cuối cùng nó này kia rồi đi trễ ha. Ồ, ở đây bán đồ cái gì cỏ thật lưng đây, chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Em bữa nay thấy tình ở quận 2 á, Thủ Thiêm á, cứ xì tầm gì đó. Bữa nay đi qua quận 2 chơi, coi đây thấy sự biến đổi của nó bây giờ sao rồi mà nó cứ có nhiều tin tức quá. Hôm qua con
Dừng video này đi.